Thôi không còn tụi nó ở đây, mình muốn mở nhạc mở, muốn mở tivi mở, không ai càm ràm hết. Ngủ ấy chà, thật là thoải mái à. Ủa chết tay, ủa gì vậy sếp? Cậu nhìn lại mình đi, cậu nhìn lại hình ảnh của mình đi. Cậu là bộ mặt của công ty, cậu làm tôi thất vọng quá. Ủa sếp có lộn không? Đây nhà em mà. Đây nhà em. Em sống mình thì em sống sao cũng được mà sếp. Tôi biết, nhưng mà kể từ khi hai đứa nhỏ nó về với gia đình nó, cậu không còn là cậu nữa. Cậu bê tha, cậu bệ rạc, mất thần tượng quá. Ủa mà sếp qua nhà em có chuyện gì không sếp? Thú thật với cậu, bao năm qua tôi gà cống nuôi con, về tới nhà có thằng con trai, vậy mà giờ nó đi du lịch với má nó. Tôi về tới nhà khoảng trống mênh mông, buồn lắm cậu Tùng ơi. Giờ qua đây gặp em sếp muốn cái gì? Tôi muốn một người tri kỷ, uống vài chén rượu để tiêu sầu. Gặp em là chính xác, em cũng đang có một khoảng trống mênh mông trong lòng. Hôm nay sếp với em nhậu quắt cần câu một bữa, đồng ý không? Đồng ý. Chơi. Chào em nha. Này sếp uống hơi nhiều nha sếp. Ngày mai con khôn lên, bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Rồi tự nhiên đang nhậu mà hát bài gì đâu mà làm em nhớ mấy đứa con em quá sếp. Trời ơi sao tự nhiên bây giờ nhớ tụi nó quá sếp ơi. Thương nó như con ruột của mình. Cậu quên đi, tụi nó phải trở về với gia đình nó chứ, nó phải trở về với máu mủ của nó. Cậu chỉ là cha nuôi của nó thôi mà. Làm sao quên được. Hai đứa con của em. Ê này Bình, này con An. Nó mới đi à, cái hơi ấm nó cũng còn, cái mùi nó còn đây. Biết rồi, tôi biết tôi phải làm gì rồi. Sếp làm cái gì hả? Ê cái này của con em mà sếp làm cái gì vậy? Sếp Tài. Cái gì? Làm cái gì trả lại cho em? Tôi đem đi tôi hủy hoại nó. Làm sao hủy hoại nó? Tôi biết tại sao cậu cứ nhớ hai đứa nhỏ hoài. Tại vì đây, đây là hình ảnh của tụi nó. Mỗi ngày cậu đi ra đi vô cậu nhìn đó và cậu nhớ tụi nó. Cho nên tôi phải xóa ký ức của cậu, xóa mất cái hình ảnh này, cậu sẽ quên tụi nó. Làm sao mà quên được? Tại vì em coi tụi nó như con ruột của em. Bây giờ không có hai con gấu bông này thì em vẫn nhớ tụi nó da diết anh là. Không còn cách nào khác. Có cách. Tôi hôm nay tôi phải giúp cậu bằng được. Có một cách này, bây giờ cậu phải lập tức cậu cưới ngay cô Vi và lập tức sanh cho tôi một đứa con. Thì lúc đó cậu sẽ tập trung toàn bộ sức lực, thời gian và tinh thần để lo cho núm ruột của mình. Còn đâu thời gian nghĩ tới con nuôi nữa, cậu sẽ quên mất tụi nó. Cái ý này là hay nhất. Mời anh về. Hả? Tôi Tùng mời anh Tài về. Lý do? Không thích nhậu nữa. Về đi. Trả hai con gấu bông cho tôi. Đưa đây cho tôi. Không ai được quyền lấy nó khỏi tay tôi hết. Mời anh về cho. Tôi muốn ở một mình. Trước kia thì tôi bị vợ tôi ruồng rẫy. Tôi chỉ còn có công việc, còn bạn bè, còn đồng nghiệp. Đến ngày hôm nay, nhân viên của tôi cũng xua đuổi tôi luôn.
Tôi còn động lực gì để sống trong cuộc đời này nữa. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê. Bá Tùng ơi, An, Bình, má ba dắt tụi con đi công viên nha. Ba dắt tụi con đi công viên. Ủa mà sao ba làm gì mà ba ngồi thẫn thờ vậy? Không, ba buồn quá, ba ngồi chơi. Vậy ba mua đồ chơi cho con đi. Con muốn mua cái gì? Dạ máy bay. Ba mua máy bay cho con. Con thương ba quá à. Con thương ba nhất luôn á. Em thương ba nhất. Chị thương ba nhất. Em, chị, em thương ba nhất. Thôi, ba thương tụi con nhất. Đây, ba thương lại đây với ba. Con ghét ba lắm. Ba bỏ rơi tụi con. Con ghét ba nhất luôn. Tụi con chỉ là những đứa con từ trên trời rơi xuống thôi mà. Giờ ba đuổi tụi con lên trên trời rồi sao tụi con gặp ba? Con ghét ba. Đừng ghét ba tụi con ơi, lại đây với ba. Con ghét ba. Ba lúc nào cũng thương yêu tụi con hết. Đừng bỏ ba mà tụi con. Đừng bỏ ba mà. Đừng ghét ba. Ảo giác. An. Là em nè. Ủa. Có chuyện gì không vậy em? Anh nhớ tụi nhỏ đúng không? Nói thiệt là từ ngày tụi nó đi, căn nhà này trống quá. Anh chưa quen với cảm giác đó. Nãy uống một hai ly vô, nhìn thấy tụi nó về nữa chứ. Trời ơi. Anh có biết một điều là bé An từng nói với em rằng người quan trọng nhất trong cuộc đời nó là... Chắc anh cũng biết người đó là ai mà, đúng không? Nếu nhớ hai đứa nhỏ, tại sao mình không đến thăm hai đứa nhỏ? Chào mừng các con đến với nơi ở mới của mình. Các con thấy sao? Ôi ghê quá à. Ghê đâu mà ghê. Tuổi của các con á là phải thích hợp chơi cúp bê. Cúp bê nè. Chính miệng của tụi mày muốn về đây ở mà. Hả? Tao đâu có em. Không, muốn gặp ba Tùng. Tùng. Kể từ bây giờ, đứa nào mà nhắc tới ba Tùng, tao giết chết. Thôi, chị không chịu được nữa, chị phải về thôi. Chạy ra. Sao? Quýnh nhau hả? Đoàn kết quá ha. Thương nhau quá ha. À, có người với. Kể từ bây giờ, tụi mày mà lên tiếng, tao giết chết. Chào anh. Hai người tới đây làm gì? Tôi tới thăm An với lại Bình. Hai nó không có nhà, đi công viên nước chơi rồi. Sao anh cho nó đi công viên nước vậy? Nữa, lại áp đặt nữa. Tụi nhỏ học xong rồi phải cho nó đi chơi xả stress chứ. Bắt nó nhà suốt rồi có ngày nó khùng rồi sao? Ý tôi nói là tại sao cho tôi đi một mình? Sao anh không đi với nó? Sao biết là đi một mình? Lanh quá. Anh yên tâm đi, có chị họ của tôi đi coi chừng tụi nó. Tôi sẵn sàng cho nó một cuộc sống tốt đẹp đầy đủ hơn anh gấp mấy lần. Tôi biết là vậy rồi, nhưng mà bây giờ anh làm ơn anh cho tôi gặp An với Bình. Tôi muốn... Anh cũng biết con nít mà, nó dễ nhớ dễ quên lắm. Khi mà nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì nó sẽ quên những cái gì khó khăn nhanh lắm.
Với lại nó nói với tôi là: chú ơi, bây giờ con không muốn gặp lại cha nuôi của con nữa. Nói vậy rồi biết sao. Thôi anh về đi. Rồi khi nào tụi nó về tôi gửi lời nhắn nhủ của anh tới nó ha. Tụi nhỏ giận anh. Không phải đâu, em nghĩ là tụi nhỏ dễ giận dễ quên lắm. Vài bữa là tụi nó quên liền à. Đừng có buồn anh Tùng. Anh đi làm nha. Anh Tùng. Anh Tùng. Chị Vy. Chị Vy. Chị Vy. À, An ơi. An. Mở cửa. Gì nữa vậy? Mở cửa. An ơi. Cái gì vậy?